Hello mọi người, lâu rồi cái dòng máy Pioneer Fancon mới về lại nha mọi người. Lâu rồi cũng không có lên clip cái dòng máy này. Thì hôm nay review sơ lại cho một số anh em mới biết đến shop của rạng nha. Còn mấy anh em biết rồi thì cái dòng này thì dùng yên tâm nha. Giá rẻ nhưng mà hàng cũng khá là chất lượng á. Một số cái thông số cơ bản của máy nha mọi người. Fancon thì FRC nè, size thì một size 6.000 thôi nha. Bật đạn của nó là 5, hai cái hai bên, một cái chỗ xả cước và cái nồi hai bên là hai cái này, hai trong nồi là hai, một cái ở trên chỗ mà xả dây á. Cái cò, cái gờ lê, một số anh em gọi bằng cái gờ lê cò đó, nói chung là đây nè. Này, chỗ này một cái nha. Bên đây một cái, bên đây một cái là ba, trong cái nồi máy chúng ta một nữa, cái lộn hai nữa là năm, năm mặt đạn. Máy hàng Pioneer thương hiệu nổi tiếng của Singapore nha mọi người, nhưng máy sản xuất là China nha. Ở đây không có ghi, nhưng nhà máy sản xuất China hết nha mọi người, đa phần đồ câu là bên China, China hết. Chung là một số thông số đơn giản của máy thôi, một số anh em đã biết dòng này rồi. À, đặc biệt cái dòng này là cái phần tay quay riêng vặn nha mọi người. Ở đây nó không để, lát nó sẽ cho mọi người nha. Xem. Và thông số nè, 5 cộng 1 mặt đạn nè, là 5 mặt đạn và một mặt đạn trả ngược á, cái khóa hai chiều á mọi người. Rồi mấy cái này thì linh tinh hết. Rồi cân nặng của máy không để mà để retore là 4.7. Rồi thông số vào dây, nếu mà dây 0.48 vào được 170, 044 vào được 200, 040 vào được 240 m nha. Còn máy này tiếng Anh này thôi gần mù rồi. Rồi trở lại với con máy chúng ta nè. Cái phần đặc biệt quan trọng của cái dòng này là giá rẻ 340.000 một máy thôi, nhưng mà sở hữu cái dòng tay quay ren vặn, ít có cái dòng nào mà giá tầm này mà nó thiết kế ren vặn nha mọi người. 300 mấy, 400 mấy là không thấy ren vặn, nhưng mà cái dòng Pioneer này ren vặn nè, cốt rất là to luôn, nó hai hai lớp luôn, giống như cái dòng của Redmi Blue hoặc là những cái dòng máy Ben hoặc là những dòng máy cao cấp. Nó cao cấp thì nó chỉ có một một sắn, còn những dòng này có hai hai lớp trong và ngoài, răng trong và răng ngoài. Một số anh em mà mới chơi đó thì máy bên tay phải nha, nó khó vào hơn do máy bên tay trái á. Đây máy bên tay trái khi chúng ta lắp vào á, thì nó ăn ngay cái răng phía ngoài đó, thì chúng ta quay vào nè, nó vào luôn đây, nó cứng. Chúng ta bẻ qua thêm một xíu nữa cho tay quay, chúng ta cứng vào quay thôi. Còn máy bên phải nha, một số anh em lại thuận máy bên phải thì máy bên phải nó sẽ ăn cái ren trong đây, mọi người để ý nè, có một cái ren trong. Khi chúng ta để ý, chúng ta dặn cái này cho nó xuống nha, đây cho nó hết nha, hết cái cây này nè, cho lòi cái ren phía trong. Một số anh em mang về nó ở chọt vô múc luôn rồi, rồi không được, nó lung lung luôn nha, bị nó ăn cái ren trong. Mọi người phải cho sát vào, đặc biệt là cái này nó sát vào. Thì một em mới chơi ren vặn thôi nha, đó sát vào chúng ta quay vào là nó cứ ngắt nha. Còn chúng ta để lỏng lỏng mà không ngay ren là nó không có vào, máy bên phải nó khó vào hơn đó. Cái điểm nổi bật của dòng máy Fancon và giá rẻ, tầm rẻ vẫn có ABS nha. Đây thắng đứng đây đó, quay dừng lại dừng luôn, không có trả ngược lại, có thắng ABS cho mọi người. 5 mặt đạn nhưng quay cũng khá là mượt. Nồi máy kim loại nha, tay quay vẫn là kim loại, tay quay dạng núm dẹp, nó giống như cái núm của máy Simno FX hoặc là Sina nha mọi người. Rồi phần
bên trong máy này. Tiếng bên thì cũng vừa vừa tầm, không quá lớn không quá nhỏ nha. Đây cốt máy, cốt máy thì tầm khoảng khoảng 5 ly nha, quay lên nè. Đây cốt tầm khoảng 5 ly, cá 5-7 kg hoặc 10 kg bắt được nha mọi người. Còn cá lớn hơn cứ xả pin ra dòng thôi. Đó, nồi kim loại, tay quay kim loại. Nó dòng này thì giá rẻ nhưng mọi người có thể câu xong á, câu xong cần 2,7 hoặc 3 mét. Còn thích thì mang vào hồ câu cá giải trí chơi vẫn ổn nha. Chung là 340 ngàn, mọi người cố gắng mua hai máy được miễn ship nha, còn một máy thì cộng thêm phí vận chuyển là 30 ngàn giúp shop. Còn có anh em nào mà muốn đổi máy mới, câu chung muốn đổi máy mới thì mua chung luôn, hai máy sẽ được miễn phí vận chuyển, nó đỡ được 30 ngàn nha. Còn nếu không một máy thì cộng phí ship 30 ngàn giúp shop ra được. Thì ngoài dòng này hôm nay có về thêm cái máy EU nè mọi người. EU nồi đồng cối đá, size thì cũng đầy đủ size luôn, từ 3.000, 4.000, 5.000 và 7.000. Câu xong bình thường thì cứ chọn size 3.000 hoặc 4.000 là vừa nha. Còn size 5.000, 7.000 là cho mọi người đi đánh dạng đánh bông lau đó, đánh những nơi mà cần vào cước nhiều. Dạo này anh em mà đánh thắt lát nàng hai hay sử dụng cái dòng này mọi người. Mưa gió đi thì giá nó rẻ, nó không có hư hao gì cái máy hết á. Còn đi mấy cái mùa này mà đi mấy cái máy vài triệu thì mưa nắng cũng sót, mưa nó cũng lẹ hư máy. Còn dòng này cứ phơi mưa phơi nắng là vô tư, quăng thải đó không có hư, được cái là nó vào cước cực kỳ nhiều luôn. Nàng hai thì hoặc là đi đánh cá mè, những cái chỗ mà cần cái dây nhiều á, xả xa đó, vào cái này là vài trăm mét luôn mọi người. Ở đây thông số vào của nó nè, 0.50 nè. Đây 0.50 vào được 270 mét nha, 270 mét cho người thả cano đi luôn. Chung là con máy EU này là quyền thoại rồi, giá thì vẫn không đổi nha mọi người. Trước giờ size 3.000 là 480, 4.000 là 490, 5.000 là 540 và 7.000, không có 6.000 nha, 7.000 là 550. Đó 550 một máy siêu to khổng lồ. Thì 5.000 với 7.000 á thì size nó gần như nhau. 5.000 thì cái nồi nó gọn hơn một chút cho mọi người không thích cồng kềnh quá, nó gọn hơn một tí xíu, nó vào ít dây chút xíu. Còn mọi người thích to luôn, thích vào dây nhiều luôn, cứ làm máy 7.000, còn nếu không cứ 5.000. Còn anh em câu xong tầm máy 3.000. 3.000 của nó lớn hơn cả cái không, cỡ bằng nha mọi người. 3.000 nó cỡ bằng cái size 6.000 của thằng Falcon nè, Bioner đó. Cũng ngang ngửa với 6.000 của hãng Shimano luôn nha. To hơn máy FX4000 nha, vào dây nhiều hơn FX4000 luôn. Và được cái cối nó cũng nông nông nè, xả dây nhanh. Đó rồi, ok, thông tin rồi có để ở dưới comment, dưới bình luận hoặc ở dưới mô tả. Mọi người có thể xem thêm chi tiết của máy và cả giá luôn nha. Thì bên đang ship hàng đi toàn quốc, mọi người chỉ cần gọi số điện thoại này cho đăng cái địa chỉ, hoặc là lấy số điện thoại qua Zalo nhắn tin địa chỉ thì shop ra sẽ gửi hàng đến tận nơi, tận nhà cho mọi người luôn, không có đặt cọc trước gì hết nha. Hàng tới cho kiểm tra hàng xong rồi trả tiền, nó hàng đến cứ khui ra, nó xem hàng này kia hết rồi trả tiền cho người giao hàng giúp shop ra được. Đó rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người lúc sau ạ.